Chào mừng các bạn đã đến với channel của AMPS Mobile. Trong video ngày hôm nay, một cái video mình sẽ làm về cái chiến thuật cũng như là cái cách tấn công và phòng thủ trong cái style là with counter nhé bạn. Hiện tại mình đang chơi theo các ông huấn luyện viên của Liverpool và có with counter là 87 cao nhất trong tất cả những cái huấn luyện viên chơi theo cái style này mình thấy ha. Các bạn có thể mua cái ông này trong cái mục huấn luyện viên ha. Còn về cái phần đội hình đó, thì nếu như các bạn muốn chơi theo cái đội hình giống mình đó, thì các bạn chọn theo cái logo như thế này nha. Hiện tại thì mình không biết được là cái đội hình này tìm ở đâu nữa, tại vì mình mua cái nick này của người khác là mình kiểu mình không tìm được cái đội ấy. Thì các bạn có thể tìm giống cái logo này và sau đó chúng ta vào cái mục default để chúng ta đổi ha. Change formation và bấm vào cái chữ default, nó sẽ đổi ra được cái đội hình giống như thế này của mình ha. Hiện tại thì mình đã lắp tất cả những cầu thủ có cái style with counter rồi. Mình sẽ cho các bạn xem một vài chỉ số ha. 90 cho các bạn, mình sẽ bấm vào đây ha. Đó, những ông này thì mình nâng đều chỉ số là khoảng 80-90 là nhiều. Một số ông thì mình sẽ nâng 99 để có thể cân bằng cái điểm play style ha. Nếu như mà mình đưa Kevin Bruyne vào thì nó sẽ lên 100, nhưng mà mình muốn để Leo Messi cho nó đẹp các bạn. Đó. Thì các bạn có thể xây dựng cái đội hình giống như thế này của mình cũng được. Trong cái đội hình này thì các bạn có thể thấy được rằng có khoảng 5 ông 100 nữa các bạn, 5 cầu thủ có chỉ số 100 ha. Và 2 ông chỉ số, 3 ông chỉ số, 4 ông chỉ số 98 và 2 ông chỉ số 97. Một trong những cái chỉ số rất là cao trong cái game eFootball 2023 này rồi. Thì bây giờ thì mình sẽ vào trận đấu để mình có thể nói rõ hơn về cách tấn công và phòng thủ của cái playstyle with counter này nha. Ok, cùng nhau bắt đầu trận đấu đầu tiên thôi nào. Trước khi bắt đầu cái video thì mình muốn nói với bạn một cái điều là nếu như bạn nào chưa đăng ký kênh thì có thể bấm vào cái nút đăng ký để có thể xem những cái video mới nhất từ kênh của AMPS Mobile nha. Rất là lâu rồi thì mình mới có dịp mình làm những cái video mình lồng tiếng cho bạn coi. Tại vì bạn biết rằng là bữa thì mình về quê xong rồi mình không có thời gian mình làm những cái video lồng tiếng ấy, nên là mình hay cắt ghép những cái video xong rồi mình chỉnh sửa edit thôi cho các bạn á. Thì nói chung là bây giờ thì mình rảnh rồi thì mình sẽ làm những cái video lồng tiếng lại cho bạn coi nha. Mình biết rằng là những bạn xem kênh của mình thì thích nghe mình nói chuyện hơn là làm những cái video highlight, nhưng mà các bạn biết được rằng là những cái video highlight đó mình cũng kiểu như mình cũng edit rất là kỹ và dành khá là nhiều thời gian cho nó đó các bạn, nên là những cái video nào mình ra thì mình nghĩ nó rất là chất lượng rồi. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với trận đấu thế nào. Ơi giời ơi, mắt thâu có một cú sút xa đã ghi bàn vào lưới của Neuer của chúng ta mất rồi. Nói về cái điểm mạnh của cái style with counter này một tí đi ha, thì các bạn có thể thấy được rằng giữa with counter và possession game nó sẽ có một cái sự khác biệt rất là lớn. Khi mà các bạn chơi possession game thì các bạn sẽ thấy được là cầu thủ khá là tù trong cái việc di chuyển ha. Nhưng mà khi mà các bạn chuyển qua with counter thì các bạn sẽ thấy được là cầu thủ rất là kiểu như là rất là chủ động trong cái việc di chuyển. Nó các bạn có thể thấy được Kylian Mbappe đang chạy này. Còn khi mà các bạn chơi post đó thì nó hơi chậm một tí, cũng như là cầu thủ không có chịu chạy chỗ này kia đâu á. Thì đó là một cái điểm khác biệt đầu tiên. Cái điểm khác biệt thứ hai là các bạn sẽ thấy được rằng là cầu thủ sẽ luôn trong một cái trạng thái sẵn sàng tấn công. Tức là khi mà các bạn có bóng là cầu thủ kiểu như là cứ đâm đầu lên và chạy các bạn tìm kiếm khoảng trống ha. Các bạn có thể chơi ban bật được với with counter, các bạn có thể chọc khe được. Nói chung là with counter có thể làm được hai cái việc đó, cũng như là sẽ có được những cái cách tấn công khác nhau rất là nhiều tùy theo cái lối chơi và cái phong cách đá của bạn như thế nào thôi. Còn về điểm yếu của with counter thì mình nghĩ là về cái phần phòng thủ bạn. Mình không biết tại sao nhưng mà khi mà mình chuyển qua with counter thì mình thấy mình cảm giác như là mình thủ yếu hơn cái thằng possession game bạn. Possession game mặc dù là về cái phần tấn công của nó hơi tù một tí, tại vì các bạn kiểu như là kiểm soát bóng thì nó sẽ không chịu chạy á. Nhưng mà bù lại mình thấy cái thằng possession game nó lại thủ tốt hơn thằng with counter. Đối với riêng mình là như vậy ha. Quay trở lại với trận đấu thì team bạn đã dẫn trước mình 2 bàn mất rồi. Trong trận đấu này thì mình sẽ không cắt quá nhiều điểm ha, mình sẽ cắt những cái chỗ dư thừa thôi. Tại vì mình muốn các bạn xem hết một cái trận đấu để các bạn có thể thấy được rằng là cái lối di chuyển của with counter như thế nào, cũng như là cái cách tấn công của with counter, là mong các bạn hãy xem hết cái video này nha. Và bây giờ team bạn đang ban bạc khá là nhiều, mình sẽ kéo delay xuống để mình thủ ở đây này. Rất là may mắn là team bạn không thể ghi bàn cho cái tình huống này. Hiện tại cũng đã có rất là nhiều bạn kêu mình làm về cái clip phòng thủ, nhưng mà thật sự là mình không có thời gian để mình làm cái clip đó. Mình hứa là mình sẽ làm, gọi là mình sẽ làm sớm nhất trong thời gian có thể nha. Mình sẽ không làm về review cầu thủ nữa mà mình sẽ ưu tiên làm về cái clip phòng thủ. Nên là mong các bạn hãy đăng ký kênh để xem cái video đó mình hướng dẫn cho các bạn nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với trận đấu của chúng ta một tí thế nào. Tỷ số hiện tại đang là 2-0 nghiêng về cho team của team bạn. Và hiện tại thì team mình vẫn đang cố gắng gỡ hòa.
Kylian Mbappe đang di chuyển vào trung lộ này, chuyền cho Cafu và Cafu chuyền cho Messala, chuyền vào trong cho Erling Haaland và Erling Haaland dứt điểm. Một pha dứt điểm cháy lưới của Erling Haaland với cái kỹ thuật stunning. Các bạn có thể thấy được rằng khi bảo bạn chơi with counter thì cái việc ban bật rất là mượt trong cái trận đấu này luôn. Và đó là một trong những cái bàn thắng mà các bạn có thể áp dụng được khi mà bạn chơi cái kỹ thuật with counter này. Một pha chuyền bóng dài dành cho Erling Haaland này và dứt điểm với kỹ thuật stunning tiếp theo. Các bạn có thể chọc khe, các bạn có thể bàn bật với cái with counter này rất là ok, rất là ổn áp luôn các bạn. Còn về phần kiểm soát bóng thì mình nghĩ rằng khi mà các bạn chơi with counter thì vẫn sẽ có một cái gì đó kiểm soát bóng, nhưng mà nó sẽ thiên về tấn công hơn nhiều nha. Còn về kiểm soát bóng thì mình nghĩ Possession Game nó sẽ làm tốt hơn trong những cái playstyle này rồi. Tại thì nếu như mà bạn có nhu cầu nạp coin thì có thể liên hệ Facebook và Zalo với mình ha. Mình sẽ để cái link cho cái phần mô tả hoặc là cái phần comment bên dưới, các bạn hãy tìm và liên lạc với mình ha. Ronaldinho sẽ là người đá phạt đánh đầu dành cho Erling Haaland, nhưng mà GK team bạn có thể bắt được bóng rồi. Team bạn đang tổ chức phản công này. Về Isak thì đây là một cầu thủ chạy rất là nhanh trong cái game này nha. Nếu như bạn nào có Isak thì mình nghĩ rằng các bạn hãy chơi Isak, bạn một trong những cầu thủ rê dắt bóng rất là tốt. Một pha dứt điểm không thành công của Sneijder và một cú đá bồi của Mbappe cũng không thể đem lại bàn thắng dành cho team các bạn. Mình không biết là trong cái tình huống đó GK của mình hay là kiểu như là do may mắn nha. Mình nghĩ là chắc là do một phần may mắn thôi, chứ tại sao hai cú đá như thế lại không có bàn thắng, nhưng mà rất là tiếc. Hoặc có thể là mình nghĩ là do cái style with counter nó quá hay đi, dẫn tới là GK của mình lên đồng. Mình nghĩ là khi mà các bạn xem xong cái video này thì các bạn có thể trải nghiệm về cái lối chơi with counter này ha. Các bạn có thể thấy rằng Mohamed Salah rất là chủ động trong cái việc di chuyển này, đặt vào trong cho Erling Haaland của chúng ta. Một cú đánh đầu dành cho Erling Haaland. Nói về Erling Haaland thì mình cũng đã có làm về cái clip của Erling Haaland rồi, các bạn có thể xem lại trong cái video của cái kênh của mình nha. Về Erling Haaland, về Kylian Mbappe 100, những cái chỉ số rất là cao của một tiền đạo thì các bạn có thể xem lại trong kênh của mình. Mình cũng đã có làm về Ronaldinho của chúng ta rồi, một trong những nghệ sĩ Samba trên sân cỏ. Và bây giờ thì team mình đang tổ chức phản công này. Cafu sẽ chuyền vào cho Erling Haaland, nhưng mà team bạn đang phá bóng và còn là Mohamed Salah này phát sót chuyền vào trong cho Erling Haaland của chúng ta. Lại là Erling Haaland và Mohamed Salah. Trong cái bàn thắng này thì Mohamed Salah và Erling Haaland có cái sự kết nối với nhau. Tỷ số hiện tại đang được nâng lên là 4-2 dành cho team của mình. Nói sơ qua một tí về cái cách phòng thủ đối với cái style with counter này thì như thế nào. Đối với mình thì tùy theo cái lối chơi của team bạn mà sẽ có những cái cách phòng thủ khác nhau nha. Tại vì khi mà các bạn biết được rằng là các bạn sẽ gặp rất là nhiều những cái người mà họ đá từ cái việc mà ban bật xử lý bóng hay là chơi bóng dài này kia, rất là nhiều cách đá bạn. Nhưng mà nếu như mà các bạn áp dụng một cái cách phòng thủ nó chung quá thì sẽ không thể nào mà chúng ta có thể phòng thủ tốt được ha. Nhưng mà thôi, nói về cái bàn thắng tiếp tục của Erling Haaland này, một pha thoát của Mohamed Salah rất là tốt. Mình đã có thể áp dụng được cái chiến thuật là ban bật trong cái tình huống đó ha. Các bạn có thể thấy được rằng là sẽ có một cái mũi tên bên dưới chân của cầu thủ, thì đó là cái cách mà cầu thủ sẽ di chuyển. Nhưng mà pha bóng này Mohamed Salah thoát và khứa lòng này, nhưng mà rất tiếc là cái cú khứa lòng hơi khá nhẹ so với GK của team bạn ha. Nếu như mà pha đó mình truyền vào trong cho Erling Haaland thì mình nghĩ rằng sẽ có bàn thắng tiếp tục dành cho team của mình. Kylian Mbappe truyền vào trong cho Erling Haaland, một pha dứt điểm một chạm không thành công của Erling Haaland. Nói về Erling Haaland thì mình cũng đã nói quá nhiều rồi, nên là mình sẽ không nói về những cầu thủ anh nữa ha. Và mình sẽ tập trung nói về cái style with counter hơn. Khi mà chơi cái đội hình này với cái style with counter thì mình nghĩ mình sẽ ban bật với cánh khá là nhiều. Mặc dù là ở phần trung lộ vẫn có cầu thủ, nhưng mà mình thích tấn công cánh hơn. Các bạn có thể chơi chiến thuật 4-2-1-3 đối với with counter, hay là 4-3-1-2 này kia được, cũng rất là ok luôn các bạn. Mình thấy hiện tại một số những người mà họ đá những cái rank cao thì họ chơi theo cái chiến thuật là 4-3-1-2 lại 4-2-1-3 hơi nhiều nha các bạn. Thì các bạn có thể chơi theo cái đội hình đó cũng được. Mình sẽ bắt bài trên cái form này, kéo delay xuống, nhưng mà team bạn lại có thể thu hồi bóng rồi, chuyền vào trong cho Isak lại tiếp tục ban bật. Và team bạn đang cố gắng đá một cái gì nhỉ? Đang cố gắng kiểu như là truyền vào trong để cho team bạn có thể đánh đầu được. Nhưng mà rất là tiếc mình đã có thể phòng thủ trong cái pha bóng đó mất rồi. Hiện tại thì tỷ số đang là 5-2 nghiêng về cho team của mình ở phút 80. Và mình nghĩ rằng thì các bạn cũng đã có thể biết được kết quả của trận đấu này như thế nào rồi. Lionel Messi là một cầu thủ mình đang đá cho AMF. Mình đang để ở cái vị trí AMF ha, để có thể phân phối bóng cũng như là quấy rối cái team của bạn.
mình sẽ cho Lionel Messi là kéo người, sau đó chúng ta sẽ tìm ra khoảng trống và bàn bật để có thể ghi bàn. Hiện tại thì mình nghĩ rằng là cái video này cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem cái video này ha. Và nếu như các bạn có thắc mắc hay là ý kiến gì về video thì có thể comment xuống phần bên dưới. Mình sẽ xem những cái bình luận đó và mình sẽ xem xét, cũng như là mình sẽ đưa ra những cái thời gian mình sẽ làm theo những cái video theo yêu cầu của bạn. Và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo. Tiếp tục lại là Cafu thoát xuống cánh và chuyền vào trong cho Erling Haaland của chúng ta một pha đánh đầu, tiếp tục đưa tỷ số bàn thắng lên 6-2 dành cho team của mình. Và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo. Bye bye.